thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Để tôi coi xem lại cái thiết kế của DB đã. Navicate. Sáu này category, các bạn nhìn thấy ở trong cái này nó không có cái đường dẫn nào đúng không, không có cái nào gọi cột nào tên gọi là cái cột slug đúng không, không có. Thì chúng ta nên thêm vào trong này một cái cột nữa là cột slug cho cái bảng category này. Thì chúng ta sẽ làm như sau với PHP artisan. PHP artisan make migration enter table categories add slug column. Đây cái câu lệnh này. Trừ trừ table bằng categories. Được chưa? Được chưa nhỉ? Rồi. Thì bây giờ chúng ta mở cái database này ra phần migration. Chúng ta sẽ sửa thêm vào trong này một vài cái danh sách category này. Chúng ta sẽ có cái dollar table cho đến string là slug. Và chúng ta cũng để nó là unique vào trong này. Được chưa? Sao như các bạn? Được chưa?
giờ chạy thôi. PHP Artisan Migrate. Ôi giời ơi. Duplicate category slug. Gì này? Duplicate for key category slug unique. Các bạn bị lỗi nào? Hả? Có bị lỗi gì? Mình coi lại xem nào. Refresh. Slug này. À. Cái này đúng là chúng ta do tôi lỗi. Nhưng mà ít ra nó đã thêm cái category, nó đã thêm cái cột slug vào rồi. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta vào truncate cái table category này đi. Và thậm chí là chúng ta xóa cái bảng truncate nó đi thôi, truncate nó đi. Truncate, các bạn chọn truncate table. Ok. Và chọn lại là migrate hay chấm rollback. Truncate category để xóa hết, xóa trắng cái bảng danh mục này đi. Index lại từ đầu. Và chúng ta rollback lại cái việc add column avatar vào. Add cái column. Ố. Nghịch ngu rồi. Migrate lại. Chúng ta migrate lại thì nó sẽ không bị lỗi đi nữa. Refresh. Chúng ta migrate lại thôi, kệ nó, không sao cả. Nó bị cái lỗi là there is no column with name avatar URL on table user. Thì cái này chúng ta kệ nó thôi, không sao cả. Nó vẫn chạy. Đây, do lúc nãy chúng ta đổi cái tên cột avatar URL thành avatar. Thì do chúng ta nghịch ngu thôi. Không việc gì. Chúng ta xóa bén cái thằng alter table trên column avatar name. Xóa cái file này đi. Là được. Lần sau chạy nó không bị nữa. Xóa đi. Xóa cái file này đi. Sau đó chúng ta tiến hành mở cái phần sheet này ra. Chúng ta có category table seeder đúng không? Chúng ta sẽ sửa lại thêm cái thằng này, thêm cái cột slug bằng giá trị. Đây là bóng đá đúng không? Bóng trừ đá. Tin quốc tế thì chúng ta phải thêm cái slug bằng giá trị là tin tức quốc tế và ở đây cũng là slug. Chúng ta sửa lại hết cái slug này cho nó. Hai take slug bằng với cái showbiz. Đây là slug bằng sống trẻ. Đẹp. Game. Viết lại hết cái mớ này để cho thêm các cái slug vào trong các cái danh mục của chúng ta.
Tôi update cái này lên GitHub cho các bạn lấy cho nhanh nhá. Nhớ cho kết cái table đi, không là lại bị duplicate dữ liệu thì khổ đấy. Xong chưa? Cái gì đây? Xóa cái này. Ok.
Thôi rồi, bây giờ làm này nhá. Làm mỗi mấy migrate thôi các bạn không quen được. Các bạn quen cách làm thủ công, không quen cách làm kiểu nó nghiệp vụ như này. Bây giờ nhá, làm cho tôi này. Bôi đen hết. Xóa. Delete table. Delete hết. Xóa hết đi. Được chưa? Bây giờ các bạn check lại cái phần migrate cho tôi, giữ lại cho tôi những cái file này. User table này, password reset này, create category này, create post này, add column avatar này và add slug column cho category. Được chưa? Giữ lại cho tôi những cái thằng này. Thank you.
xong chưa? Mày mới làm được dạ xóa đi, xóa trắng đi. Rồi, chạy lại. Mày quay lại. BB đi xong rồi xóa cái file tôi bảo đi xong sau đó chúng ta tiến hành là migrate lại. Ôi rồi. Migrate lại là sẽ được thôi. Xong. Migrate lại thì chúng ta sẽ có lại cái cấu trúc cơ sở dữ liệu. Được chưa nhỉ? Thì cái category của chúng ta đã có cái slot rồi. Sau đó chúng ta tiến hành là vào mở cái file database header này ra. Database header uncomment hết 3 cái. Uncomment hết cả 3 cái này. Và chúng ta gõ là php artisan db2.sys. Chạy lại toàn bộ cái mớ kia. Là xong. Xong. Refresh, category đã có slug, post cũng có slug rồi, post có dữ liệu rồi, đó. Đó, 1000 bản ghi. Và nhớ làm xong rồi phải comment rồi nhá, đừng quên. Không lại nhớ tay chạy bậy cái là thôi ăn cám đấy. Xong. Rồi. Tiếp theo ở cái tôi sẽ update cái này trước nhá. À không, từ từ đã, update cái này trước đi. Chúng ta có phần high tech này, phái đẹp này, sống trẻ các thứ này. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như sau. Ở cái file homepage ấy, research này, view này, home này, index blade, chúng ta có get get name đấy đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau này. If get get khác null này, ở trên này chúng ta sẽ có a còng php. A còng PHP chúng ta có cái biến là kết bằng P trỏ đến kết. Sau đó chúng ta sẽ if thay cái biến P kết này đi bằng cái biến kết khác null thì sẽ hiển thị ra là kết trỏ đến name. Sau đó ở cái href này chẳng hạn thì chúng ta sẽ echo ra ở đây. Đó là cái biến URL. Cái hàm URL ở trong này nó sẽ chứa nội dung là $kết trỏ đến slug.
Được chưa? Đây làm chúng ta làm lại giống như là cái bài viết thôi, không khác gì cả. Khi mà làm xong này chúng ta reload trang, chúng ta nhìn cái hai text là localhost sượt hai text, phái đẹp là localhost sượt phái đẹp sống trẻ vậy, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ để như này, chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là danh mục, đâu là bài viết URL nào là URL của danh mục, URL nào là bài viết, đúng không? Phân biệt thì quái được. Cho nên chúng ta sẽ cần, xong chưa? Xong đi đã. Lỗi gì? Báo lỗi gì? Syntax error. Vâng. Ông cứ như người rời, ông có đọc, ông có thèm đọc lỗi đâu, ông toàn làm cái gì ấy. Cái tội lớn nhất của sinh viên bắt đầu ra gốc với những cái công việc là không bao giờ thằng nào thèm đọc lỗi. Và cũng không chịu nghe. Ê mày hay. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp. Xong các bạn khác có bạn ai bị lỗi không? Hãy
Thank you.
Xong. Như lúc nãy tôi nói rồi, chúng ta nếu mà chúng ta làm như thế này, tất nhiên nó vẫn ra, hai bấm vào hai tích nó cũng ra dữ liệu. Nhưng mà chúng ta sẽ không biết được là cái URL nào là URL cho bài viết, URL nào là URL cho danh mục cả. Làm này nó rất dở. Cho nên chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ mở cái category ra. Chúng ta sẽ có một cái const là kết gạch dưới URL, nó sẽ bằng danh trừ mục dược gạch.
tạo ra một constant cho thằng danh mục. Được chưa? Copy cái này, copy cái tên constant này. Sau đó ở ngoài này, ở cái đoạn URL này, chúng ta sẽ tiến hành làm như sau. Đó là dùng category app để tôi coi này. Category 2.2. Get URL chấm category slug. Bạn chờ tí nha, tôi xem nó có chạy được không. Lỗi rồi. Category node not found. App sửa. Rồi xong. Chúng ta có URL này sẽ bằng là app sửa category 2.2. Category URL chấm với cái đô la kết trỏ đến slug. Tức là thực hiện phép cộng chuỗi. Được chưa? Tiếp tục nhá. Xong chưa? Ok. Bây giờ tiếp tục này. Chúng ta lại mở cái thằng web.php ra. Round web.php ra. Hôm trước chúng ta có cái get sược slug này đúng không? Đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ có cái thêm cái round nữa. Round 2.2.get. Đây là tôi để là app sược category 2.2 get gạch dưới url chấm với url cộng với đây là đô la get slug. Cộng với get slug. Tôi sẽ điều hướng nó về cái home controller hàm kết, đặt tên cho nó một cái name, đặt cho nó một cái name. Là kết list, là kết detail, kết chấm detail. Được chưa? Bây giờ nếu tôi muốn xử lý cái này thì tôi sẽ vào trong cái phần HTTP controller, home controller, tôi tạo ra một cái hàm mới. Public function get
nhận cái biến là biến get get slug và viết ở trong này. Thì giống như post, chúng ta sẽ có cái get bằng với yêu thêm cái app get nữa, category, yêu thêm cái app category và get ở dưới này sẽ bằng category hai chấm where. Cái field là get, cái field là slug, nhận giá trị là bằng cái biến get slug kia và lấy ra first, lấy ra first. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra cái biến list post. List post ở trên kia là post này đúng không? Ok, để cái post này. Biến post này nó sẽ bằng là post 2.2. Where kết gạch dưới ID bằng với cái biến gì? Kết trỏ đến ID và lấy ra get. Chúng ta tiến hành DD ra cái biến post. Xem có ra danh sách những cái bài viết thuộc về cái danh mục này hay không. Hả? Cái gì? Cái này á? À ừ nhỉ. Xóa cái hàm này đi, đúng không nhỉ? Chúng ta xóa cái hàm ở trên đi. Được chưa? Xong chưa? Đến đây xong chưa? Tôi đẩy cốt lên cái này nhé. Được chưa? Giờ chúng ta test thôi. Mở website ra, reload. Ôi giời ơi. Passing error này. Syntax error. Hả? À thiếu dấu chấm phẩy. Đây tôi thiếu cái dấu chấm phẩy ở đây. Tiếp xuống. Ra ngoài kia reload trang. Bấm vào hai tag này, chúng ta thấy ra đây là 79 cái đúng không? Thì chúng ta mở ra xem có cái nào không bằng cái ID bằng 1 không? 1 nó là ID của hai tag, à quên nhầm, kết ID bằng 3 chứ quên. 3 là hai tag thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm, thằng nào có ID bằng 3 cả. Kết ID bằng 3. Đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Chúng ta test đi xem có đúng không?
mỗi người sẽ có một số khác nhau đấy, không nhất thiết là phải giống đâu. Tôi bách lại, tôi vào phái đẹp xem có bao nhiêu bài, có 85 bài. Có 85 bài. ID 19. Tôi vào thằng sống trẻ có 96 bài. Nó cũng xem nhau. Nhưng mà tỷ lệ random của PHP nó cũng tương đối đấy. Đúng không? Bây giờ chúng ta đủ dữ liệu rồi. Thì ra làm gì? Làm gì? Đưa về view thôi. Đúng không? Nhưng mà trước đấy chúng ta cần phải lưu ý, nếu mà cái đường dẫn này không tìm đến cái category nào thì sao? Thì chúng ta phải if ở đây. Copy này. Về xuống if cái post này, cái kết này not found, thì chúng ta phải dd ra cái not found đã, đúng không? Nhớ nó không, nó điền một cái url bậy vào đây thì chết. Thế cho nên là chúng ta sẽ cần phải tiếp tục là chúng ta sẽ return ra một cái view, return ra một cái view. View đây là home kết detail, ví dụ thế. Tôi compact ra cái biến post và compact tiếp cái biến kết ở đây ra, compact hai cái biến ra ngoài. Xong. Các bạn làm đi. Thì cái view này tôi sẽ tiến hành ăn trộm lại cái view index ở đây. Tôi viết, tôi duplicate thằng này lên. Tôi duplicate. Tôi sẽ sửa nó thành là kết gạch ngang detail .blade.html. Thì tôi vẫn giữ cái này. Và ở trên cái row này tôi tiến hành, tôi để ví dụ để thẻ H1 ở đây chẳng hạn. Tôi echo ra cái biến kết trỏ đến name. Kết trỏ đến name. Và bây giờ chúng ta test xem nó có chạy không. Chắc chắn là không chạy rồi, bởi vì chúng ta ở đây ở cái màn hình này chúng ta là paginate đúng không? Còn ở kia chúng ta là get lấy hết ra. Cho nên chúng ta ở đây chúng ở phía phần dưới cái hàm kết này này. Khi mà lấy ra bài viết ấy, chúng ta không trỏ đến get nữa mà chúng ta cũng trỏ đến paginate 24. Được chưa nhỉ? Thì kết quả nó sẽ giống nhau. Ví dụ như này. High text này. Ra category là high text đúng không? Tất cả các bài viết đều thuộc về high text. Ở dưới này có 4 cái thôi. Đúng không? Back lại. Phái đẹp. Thì ở đây nó sẽ là phái đẹp đúng không? Ở đây tất cả các bài viết đều thuộc về phái đẹp. Và ở phía dưới này nó có cái phân trang tương ứng các bài viết thuộc về phái đẹp. Được chưa? Thì đấy nó là cái cách chúng ta làm cái giao diện cho cái màn hình danh mục sản phẩm. Đây. Muốn xem cái file nào? Kết detail gì? Giữ nguyên, thêm mỗi đoạn H1 này vào sao? Còn sau này các bạn làm cái trang của các bạn như nào thì đấy là việc của các bạn thôi. Đẩy code lên nhá. Cứ làm đi, lỗi tôi sẽ xuống để hỗ trợ. Tôi để rồi đấy, các bạn xem có được không?
Được chưa nhỉ? Tiếp tục nha. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sờ tiếp đến cái phần này. Cái phần menu này. Và tí nữa tôi sờ nốt đến cái phần search này nữa cho các bạn nữa là xong. Về phía client, tạm thời xong về phía client đã. Xong sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phía admin. Được chưa? Thì trước hết là chúng ta cần phải hiển thị ra danh sách cái các cái danh mục bài viết ở trên này đúng không? Đúng chưa? Thì giờ làm nào? Làm nào? Có ai có ý kiến gì không? Vào layout, chọc xuống DB, lấy dữ liệu ra vứt lên đây ạ. Đấy là một cách nhé. Đấy hoàn toàn là một cách được. Ví dụ tôi làm như này. Các bạn mở cái layout ra, massive, đúng nhỉ? Phần menu đâu nhỉ? Ở đây 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 đây, sub client header. Sub menu này à? Không phải cái này. Xóa bộ đi. Client này. Header này. Đây đúng không? Cái mớ menu đây đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể code PHP ở trong này. PHP này, chúng ta tiến hành là cái biến case menu chẳng hạn, nó sẽ bằng là app sược category --on như này đúng không? Được chưa? Xong sau đấy ở trong UL này chúng ta tiến hành như sau, tiến hành là for each cái case menu SCMN, ví dụ thế. Chúng ta tiến hành, đây là LI đúng không? LI và A đúng không? LI A. Sau đó đóng cái LI vào. Không có class active, active gì cả. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là cái home, cái chữ home này thay thế bằng cái echo ra cái CMN. CMN trỏ đến name. Thử cái xem có được không? Tôi có thu nhỏ mấy cái này vào.
page viết các thứ đây tôi tạm thời tôi co nhỏ này vào comment vào rồi xong ra chưa đúng không? Đây là một cách. Tuy nhiên cái này nó có cái rất là dở. Các bạn biết dở ở đâu? Cái này lỡ tay, xin lỗi. Tôi comment bố nó mất cả phần search, phần ô search, cho nên là phải bỏ nó lại. Đây còn ô search đấy đúng không? Đúng nhá. Vẫn ra. Đường dẫn chắc chắn nó vẫn ra luôn cho các bạn. Ví dụ như ở đây là tôi sẽ có cái href này bằng cái echo ra cái hàm row. Hàm row. Đây là tôi để là cái row của cái get detail layout đâu nhỉ? Đấy hết được. Của cái get detail này với cái tham số với cái tham số get slug. Với cái tham số get slug nó bằng với cái biến cmn cho đến slug. Như này cũng được. Chẳng ai bảo tôi sai cả. Showbiz đúng không? Vào showbiz này, thể thao này, vào thể thao này. Đúng không? Ở dưới toàn là thể thao này. Phải đẹp này. Đúng không? Nếu mà tôi làm như này chẳng ai trách gì được tôi cả. Bởi tôi làm đúng mà. Đây, logic là vào trong cái chỗ viết menu. Gõ một cái đoạn PHP là get menu bằng app get 2.2.all. Xong rồi dưới xuống dưới cái UL tôi tiến hành for x toàn bộ cái get menu ra. SCMN mỗi một lần mỗi một cái phần tử trong đấy tôi tương vào một cái thẻ LI đúng nhá. Thẻ LI này trong này tôi có một thẻ A. Trong này tôi có một thẻ A. Trong thẻ A thì tôi cung cấp cái URL của cái danh mục bài viết cũng như là tên của bài viết tôi vứt vào giữa cái thẻ A thì nó sẽ ra được như này thôi. Được chưa? Đây là một cách để sinh ra cái menu. Chẳng ai bảo tôi sai. Các bạn cứ làm đi, tôi sẽ đẩy cái này lên. Bạn xem có đúng không? Ở cái header ấy. Comment cái mớ LI vào. Ví dụ tôi comment hết cái mớ này vào. Giữ lại mỗi cái LI là của FA search thôi. Còn mớ LI khác tôi comment hết vào. Đây là một cách nhé, chúng ta còn vài cái khác. Xong chưa? Mày còn đợi đến bao giờ mới xong? Hả?
Đúng rồi, cái đấy từ từ sẽ có cách xử lý. Nhiều quá nó bị bung dưới đúng không? Chẳng vấn đề, tí sự. Xong chưa? Là xong chưa? Ui, kinh nhở. Không có hiểu không? Tôi cần là cần cái hiểu ấy, nhưng còn copy thì không ăn thua đâu. Dạ. Xong chưa? Bây giờ xem nhé. Tôi xử lý cái menu nó dài quá này. Muốn xử lý cái menu nó dài quá làm nào. Giới hạn nó gì sao? Chỉ một vài cái được show ra thôi. Chứ không phải cái nào cũng được show ra. Được chưa? Bây giờ mình có gì? Lại tiếp tục. PHP artisan make migration enter table category add column is menu trừ trừ table bằng category. Đây là một trong những cách làm menu ấy, nhưng không phải là cái nào cũng vậy. Enter table category add column is menu thuộc về table category. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở cái file database enter table category kia ra. Chúng ta sẽ thêm một cái cột nữa vào trong này là table trở đến integer is menu. Cái này là có default bằng 0.
cho default bằng 0. Xếp xuống. Và chúng ta tiến hành chạy câu lệnh là PHP Artisan Migrate. Thì cái bảng danh mục của chúng ta nó sẽ tự động thêm một cái cột. Thêm một cái cột refresh. Đó là cột is menu giá trị bằng 0. Bây giờ tôi sửa thằng bóng đá này sang 1 này. Sửa tiếp thằng tin quốc tế này cũng sang 1 này. Xử lý thằng thể thao sức khỏe này sang 1 này. Phái đẹp sang 1 này. Đấy, có bằng này cái sang 1 thôi. Tôi tiến hành thay thế câu lệnh ở cái header này bằng cái câu lúc nãy là on đúng không? Bây giờ tôi thay thế bằng where is menu bằng giá trị 1 và tôi lấy ra ngoài cho đến get. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái giao diện. Còn có bằng này cái thôi đúng không? Được chưa? Xong cái menu chưa? Danh mục thì nhiều, nhưng mà bao nhiêu cái được hiển thị đấy là chuyện khác. Chúng ta phải config được. Cô tôi đẩy lên rồi nhá. Cái comment này chúng ta không có thì chúng ta mới phải xem thôi. Thank you.
Thế nhỉ? Đấy là cách chúng ta lấy dữ liệu ra ngoài. Tuy nhiên chúng ta để ý này, cái đoạn này nếu mà sau này chúng ta xử lý nó phức tạp lên ấy, cái đoạn này này, thấy không? Chắc chắn là sau này sẽ có nhiều cái màn hình nó cần những cái danh sách, danh mục có ở ngoài menu rồi, đúng không? Chúng ta có nhiều chỗ viết, nhiều chỗ cần dùng thì chúng ta dùng hết như này. Chỗ nào cũng viết như này không được, đúng không? Chúng ta cần phải có một công cụ để chia sẻ những cái dữ liệu. Ví dụ như các bạn là render, từ controller các bạn là render ra một cái view như này, đúng không? Đây là file post, cái biến post được tồn tại ở cái home detail này, đúng không? Home get detail này thì chúng ta có một cái khái niệm ở trong Laravel.com này. Chúng ta tìm kiếm cái từ khóa là view composer. Từ khóa view composer này, ý nghĩa của thằng này nó là giúp chúng ta tiến hành là share dữ liệu, share một cái giá trị của một cái biến nào đấy tới nhiều view mà không cần thông qua controller. Được chưa nhỉ? Chúng ta có cái khái niệm là view composer như thế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm như kiểu như thế này: view ... share key value cũng được, hoặc chúng ta thực hiện là view composer là profile này. Để coi nào xem nó là cái gì đấy. Tôi không nhớ cái này lắm đâu. Để tôi xem lại nhá. Đây, chúng ta có cái trò này. Chúng ta vào trong cái file là composer service provider. Chúng ta sẽ control P. Đây, provider đây. Chúng ta sẽ có app service provider. Đúng nhỉ? Có phải thằng này không? Chờ tôi chút nhá để tôi coi lại xem có đúng không. Provider này. Composer. Các bạn chờ tôi một tí. Composer Service Provider. Đây là cái file nó nằm ở đâu trời? Nhìn lão hoắc à? Không phải cái này nhá.
chúng ta vào tôi cái app này, provider này, chọn app service provider này, chọn vào cái phần boot này. Chúng ta copy cái phần này vào đây cho tôi. View Composer. View 2.composer. Thì chúng ta cần phải use thêm cái Illuminate View này vào trên đấy. View 2.2.composer profile. Thì thay cho cái profile này, đây là cái file sẽ được nhận dữ liệu. Thì chúng ta thay cho cái việc này, chúng ta sẽ nhận viết vào đây là sub.header. Tức là cái file subheader này sẽ được nhận, luôn luôn được nhận một cái giá trị được trả về từ cái file là app http view composer profile composer này. Thì ở đây tôi để viết là menu composer. Các bạn cứ viết cái này vào đi. Nhớ use cái ở trên này nhá. Ủa, con bé Nga này comment là tối nay phải đi học mà. Đấy, hôm trước có chị giáo vụ nào báo đổi lịch này. Hả? Cái gì chịu? Cái gì nó làm nhảm gì? Ông có hiểu nó nói gì không? Học trên đây, học trên kia là ở đâu nữa? Nói cái gì mà mọi người bình thường có thể hiểu được đi cả. Hả? Cái gì? Rồi. Đấy chứ nhỉ? Đây là các bạn từ từ các bạn sẽ hiểu nhá. Đây là tôi tiến hành là tôi sẽ share một vài cái dữ liệu nào đấy cho cái view này. Cái này là cái file view đúng không? Sub này. À thiếu sub client.header đúng không? Sub client header. Được chưa? Bây giờ các bạn xem trong cái thư mục app http view composer xem có cái gì chưa? Có thư mục đấy không? Có không? Không có cái thư mục view composer đúng không? Copy ở đây. Tạo thư mục mới, paste xuống đây. Tạo thư mục mới vào đây. Và tạo thêm cái file là menu composer.php ở trong cái thư mục này, new file.php. Xong. Trong này chúng ta code php và chúng ta có cái namespace là app://http://view/composer/view/composer như này. Class của chúng ta sẽ là menu. What the fuck? Class của chúng ta sẽ là menu composer. Không extend thằng nào à? Đó. Tạo ra cái file này. Cái file này chúng ta sẽ viết một cái hàm để share dữ liệu cho những cái view kia. Viết một lần thôi, share dữ liệu cho nhiều view.
Thì sẽ tạo một cái lớp như này. Xong chưa? Hả? Xong chưa? Hôm nay mày không học thì mày té đi về cho đỡ chật lớp. Cái gì chưa xong? Ừ. Rồi chúng ta xem tài liệu tiếp. Ở trong file composer này chúng ta đây, nó hướng dẫn như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành là namespace app http view composer use illuminate view view. Chúng ta sẽ use nó ở đây. Ở ngay cái đoạn ở dưới nó có hướng dẫn đấy. Thì chúng ta ở dưới này chúng ta có cái hàm construct. Thì chúng ta sẽ có cái này public function composer. Public function compose view là cái biến view. Thì tôi ví dụ tôi để đây nha, các bạn để ý này. Tôi để đây là tôi tạo ra một cái biến là biến biến là thiện TH bằng 100. Bằng 100 như này. Và đây tôi view ra cái width, view width. Chưa? View width. Đây tôi để chữ như này. Đây là thiện TH bằng giá trị của biến thiện TH này luôn. Ví dụ như này. Được chưa? Các bạn coi nhá, coi nó thành cái gì nhá. Copy này. Từ từ đã, xem đã. Còn tí tôi sẽ để thời gian cho các bạn làm. Như bình thường ở ngoài cái file header này nó không hề có cái biến nào tên là biến thiện TH đúng không? Cái header này nó không nhận giá trị gì cả. Cụ thể là nó không nhận cái nó không được truyền biến nào vào đây đúng không? Nó không được nhận cái giá trị nào đúng không? Bây giờ các bạn coi này. Tôi ngay ở ngay đầu cái đoạn này luôn. Tôi echo ra với cái thẻ đây là thẻ H1 chẳng hạn. Tôi echo ra cái biến giá trị của biến đô la thiện TH. Bây giờ các bạn coi nhé. Header là cái phần này đúng không? Nhìn thấy gì không? Thấy chữ 100 không? Cái biến này từ đâu ra? Hiểu chưa? Cái biến này từ đâu ra? Cái biến, cái logic của nó là như thế này này. App Service Provider nó có cái hàm là hàm boot. Thì chúng ta ở đây đăng ký thêm cái tính năng là View Composer. Ý nghĩa là những cái file view á, các bạn lưu ý những cái file view có trong này. Ví dụ ở đây tôi viết là một file nhé. Tôi viết tiếp một file nữa là đây là sub view đúng không? Sub header này. Tôi hoàn toàn có thể viết tiếp là sub footer. Sub.client.footer. Giờ hai file sẽ được nhận dữ liệu được trả về từ cái app HTTP view composer menu composer. Thì cái file đấy tôi viết ở trong này đúng không? Đây là đường dẫn đến file này và cụ thể là cái namespace của nó. Thì trong cái file này tôi tiến hành là tạo ra một cái public function là compose sử dụng cái lớp view và nhận cái biến view vào. Sau đó chúng ta tiến hành là view width. Cái biến sẽ tồn tại ở ngoài view tên là test1 bằng giá trị của cái biến view này bằng cái giá trị của biến thiện TH là bằng 100. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể là ra cái file header blade kia, tôi để đây là test1, sẽ nhận bằng 100 đúng không? Và ở ngoài footer, ở dưới cái phần footer này, nếu thích tôi cũng hoàn toàn có thể là hiển thị ra cái giá trị ở đầu footer này. Đây là echo. Đây echo đây cũng là thẻ H1. H1 footer test1. Thấy chưa? Footer 100. Header cũng có 100. Đây là truyền. Các bạn có thể truyền một cái giá trị hoặc nhiều những cái giá trị từ một file. File này của tôi là file composer. Đây file composer menu composer sang nhiều những cái view khác nhau có thể nhận cái giá trị đó. Được chưa nhỉ? Thì đây là cách chúng ta làm. Và cái tên của cái tính năng này gọi là View Composer. Được chưa?
yên tâm sẽ có rất là nhiều lúc các bạn cần phải dùng. Thì ở đây tôi sẽ biến thể cái này thành cái biến là biến kết. À, ở header tôi có cái biến gì nhỉ? Ở header tôi có cái biến là get menu. Ở header tôi có cái biến là get menu. Nó sẽ bằng, ở đây tôi use thêm cái use app sược category. Thì đây nó sẽ là cái biến category 2.2. where is menu mang bằng giá trị 1 và tôi tiến hành get. Và tôi truyền cái giá trị này ra ngoài. Tôi có thể là tiến hành compact cái biến get menu. Giống như truyền ra ngoài render ra đúng không? Return view, tôi có thể làm giống isiket. Và ở cái file app service provider tôi sẽ bỏ cái footer đi. Bỏ footer này đi. Thì chỉ có thằng header này mới được hứng thôi. Thì ở header này tôi hoàn toàn có thể bỏ cái này đi. Bỏ cái phần này đi. Và tôi có thể for x luôn cái biến get menu. Tất nhiên tôi sẽ xóa nốt cái tôi vừa viết bậy ở footer đi cho nó đỡ bị lỗi. Các bạn có thể xem. Ôi giời ơi, test 1. Cái này ở ngoài header rồi. Đây test 1. Thấy không? Giống như chúng ta viết cái đoạn PHP ở kia. Thay cho cái việc là viết trực tiếp cái việc chọc vào DB từ cái view này thì chúng ta chuyển nó sang một cái sử dụng một cái tính năng gọi là view composer từ app service provider của Laravel. Được chưa nhỉ? Tôi sẽ đẩy code lên các bạn thử xem đẩy vào xem có được không. Sau này về đặc biệt là cái phần menu á thì chúng ta sẽ cần phải dùng đến cái này. Phần menu ở trong cái phần quản trị chúng ta sẽ dùng đến nó rất là nhiều. Được chưa? Đẩy lên đi. Anh biết làm gì đấy? Code tôi đẩy lên rồi. Ở các cái file là app service provider header.link và cái menu composer. Đây ba file này. Cái nhớ view composer là chia sẻ một cái dữ liệu nào đấy cho nhiều file view, nghĩa là file nằm trong view cũng nên chia sẻ hết. Sau chúng ta nghỉ 10 phút thôi nhá, đói quá.
Thank you.
được chưa? Mày thì biết cái gì đâu mà cái nhà răng ra. Về các bạn nhớ ôn lại cái phần này nhá. Nó là gần như là toàn bộ những cái gì ở phía client rồi đấy. Chúng ta còn mỗi cái phần search nữa là xong về phía client, tạm ổn. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần phía admin, phía quan trọng quản trị. Thì phần đấy nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Nặng hơn phần này rất là nhiều. Người dùng à? User à? Nó có nhiều cách. Nhiều cách chứ không phải là có một cách. Nói chung là làm nào thuận tiện cho các bạn làm cũng được là được. Nếu trong hệ thống của bạn một người chỉ có một quyền thôi thì bạn để thẳng cái cột role vào trong cái bảng user là xong. Đúng không? Role 100 là member, role 300 là author, là tác giả chẳng hạn. Role 500 là moderator, quản trị viên. Role 1000 là super admin. Ví dụ thế. Chẳng sao à? Tùy cái nhu cầu của bạn thôi. Nhưng nếu mà bạn làm thế thì bạn sẽ không được phép một user có nhiều quyền. Đấy thôi. À? Ai bảo ông làm được? Tác giả cũng là người dùng, tác giả cũng là người dùng bình thường mà. Ừ, thì sao? Chỗ nào là chỗ nào? Sau khi đăng nhập xong nhá, nếu mà vào cái đường dẫn là admin, sở admin đúng không, thì mình phải kiểm tra xem là thứ nhất là có đã đăng nhập chưa. Nếu chưa đăng nhập bật ra ngoài. Bây giờ đấy là một. Nếu mà đăng nhập rồi mà role của nó bằng không chẳng hạn thì cũng cho bật ra ngoài nốt. Nếu bằng một tức là tác giả rồi đúng không, thì cho vào trong đấy thôi. Rồi dạ. Cái rôn bằng không thì sao? Thì ở ngoài thì sao? Tôi chẳng thấy có vấn đề gì ở đây cả. Được. Chẳng ai cấm cả. Rồi tiếp theo là phần search nhá. Thì mở cái header ra. Các bạn mở cái header ra, ở dưới này có một cái search form đúng không? Được chưa? Thì ở trong này chúng ta có một cái form, rôn bằng search form. Bây giờ chúng ta nhét thêm vào đây một cái action. Một cái action. Action. Thì chúng ta cái này chúng ta lại phải làm từ web.php trước. Web.php thì chúng ta phải có ở trong này một cái route get. Đây cứ để là chữ tìm kiếm. Tìm trừ kiếm. Hỏi đây là keyword hỏi chấm. Tức là cái này là optional, có cũng được không có cũng được. Và tôi đưa nó về trong cái home controller, hàm là hàm search. Đây tôi để name của nó là client search. Được chưa? Client search. Xong rồi copy cái tên sao các bạn xong đi đã. Home controller search. Đặt tên là client search.
Được chưa? Sau đó chúng ta copy cái copy cái client search này, vứt vào trong cái header.blade action. Đây tôi để là cái route name bằng client search. Input text search có thêm cái name, bằng keyword, có nên thêm cái name bằng keyword. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ test xem nó có chạy không. Ở cái bên này ra reload trang. Làm gì mà chạy lâu vậy trời. Rồi bấm vào search. Đây search chữ thiện th chẳng hạn, enter xuống. Nó đi vào method search not defined đúng không? It not exist đúng không? Thì chúng ta sẽ có thêm ở đây nó là cái cần phải tạo ra cái hàm search trong home controller. Home controller tôi tạo ra cái hàm public function search, ở đây nhận cái đô la là keyword. Đây tôi dd ra cái keyword thử xem nó ra cái gì. Dd ra cái keyword, cái này giá trị mặc định bằng null. Ngáo đá. Chắc hôm nay được đứa nào nó rủ đi chơi xong lại phải đi học. Đang tưởng tượng nếu mà mình đi chơi như thế nào, sung sướng là làm sao. Nói thêm vài câu nữa cầm cả lát ném đầu. Được chưa? Test cái ra ngoài này reload. Search bằng null đúng không? Mặc dù chúng ta có keyword nhưng search nó vẫn bằng null, keyword vẫn bằng null. Này không được rồi. Đúng không? Chúng ta làm sai. Ví dụ như để như thế này thì được này. Tìm kiếm sược thiện TH thì đúng này. Nhưng mà nếu mà chúng ta để như này thì là fail rồi. Không được. Keyword null. Sai rồi. Thì đằng nào chúng ta cũng không lấy được keyword, chúng ta bỏ nó đi. Tạm thời ở đây chúng ta sẽ sửa lại cái này. Sửa lại ở cái web này. Get tìm kiếm như này thôi, bỏ phần này đi. Không có sược xiếc gì ở phía sau cả. Sược get tìm kiếm home mà như này. Chúng ta sẽ có như sau. Nhận vào đây là cái biến request. Request và biến là request luôn. Và chúng ta sẽ dd ra cái request trỏ đến keyword. Không, hôm nay thôi. Ờ, thứ hai thứ năm như bình thường. Yên tâm, từ sau cô vẫn được đi chơi tối thứ sáu, không ai cấm cả.
nghỉ hết đâu luôn à? Tiếng Anh học cái gì? Học ở đâu? Ông không biết cái vẹo gì nên ông nghĩ nó cũng không biết cái vẹo gì đúng không? Rồi test xong chưa? Bạn xong chưa? Xong file nào? Header là gì? Header. Tôi thu vào. Route client đây bạn. Client search. Name bằng keyword. Được chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta test ra ngoài này reload. Cái này paste not vào chắc luôn. Bây giờ chúng ta back lại với cái keyword thiện th enter xuống. Ra chữ thiện th rồi đúng không? Chúng ta back lại trang chủ. Search vào đây là ví dụ như kiểu là văn học dốt. Enter xuống. Ra luôn là văn học dốt đúng không? Được chưa? Ra luôn. Thì ở home controller chúng ta đã lấy được cái dữ liệu của cái keyword rồi. Nhưng bây giờ còn một cái trường hợp nữa, đó là trường hợp nếu chúng ta không điền cái gì mà chúng ta vẫn cứ enter sao? Không điền gì enter xuống. Keyword bằng null đúng không? Hoặc là chỉ vào cái phần tìm kiếm này thôi. Thì sao? Thì nó cũng bằng null. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp, một trường hợp là keyword bằng null, một trường hợp là khác null. Thì chúng ta if nếu mà phủ định của cái request keyword tương đương với việc là không có cái keyword hoặc keyword bằng null thì chúng ta sẽ tiến hành là return redirect về cái route, redirect về cái route là home page. Thôi mày ngồi mày xem đi, mày không code thì mày ngồi mày xem đi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta test lại một phát nữa. Request keyword nếu mà bằng phone hoặc là bằng null thì return redirect về homepage, tức là không search gì thì về homepage thôi. Chúng ta có hai cách, redirect về homepage hoặc là để nguyên đấy, back lại cái trang nó vừa mới vào. Được chưa nhỉ? Test cái nhá. Reload. Ôi giời ơi. Thiếu chấm phẩy. Chuyên gia bị quên cái lỗi này. Về homepage đúng không? Enter xuống cái nữa. Lại về homepage. Bởi vì nó không có gì mà. Nó không tìm kiếm cái gì thì về homepage là đúng rồi. Tiếp theo nếu mà trong trường hợp nó đã có thì sao?
nó có thì sao? Chúng ta tiến hành là đô la post bằng với post 2.2.where, ở đây là title, phép tìm kiếm là phép line, phép line tìm kiếm cái string là %%, request để tôi để đây là cái, nếu mà request có thì tôi có cái biến keyword bằng request cho đến keyword, request cho đến keyword thì ở đây tôi sẽ là để %% keyword và tôi cho đến pagenet 24. Nay con bé này nó có nhiều cái hành động rất là kỳ dị. Tìm kiếm chúng ta cũng phải phân trang như bình thường nhá. Đừng nghĩ tìm mà không phải phân trang. Tìm vẫn phải phân trang như bình thường. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành return, return một cái view, đó là gì bây giờ? Home.search trừ result compact cái biến keyword và post. Được chưa? Giờ sao? Tôi copy cái tên này. Bạn copy cho tôi cái tên, tên search result. Chúng ta sẽ vào phần research. Vào phần research này. Đây chúng ta có cái get detail đúng không? Duplicate thằng này lên. Sửa lại tên. Duplicate sửa lại tên thành search result.blade.php. Ở trong này chúng ta sửa cái đoạn get name này bằng cái việc echo là đây là keyword
hai chấm bằng cái biến keyword truyền ra ngoài, bằng cái biến keyword truyền ra ngoài, còn post thì giữ nguyên, chẳng khác vẹo gì cả. Nếu thích thì viết ở dưới này một thẻ P và ở trong này có thẻ strong là has cao dollar post result. Post này thiếu SC. Hả? Keyword là keyword này, strong has cao của post ra có bao nhiêu kết quả đấy. Tôi cũng chẳng biết cái cao này đúng không. Được chưa? Test nha. Bây giờ tôi copy một cái tên header này. Header. Đây, đây là header. Có 24 kết quả. Header này. Chắc chắn trong những cái tên này có cái header. Có 24 kết quả. Thì ở đây nó chỉ ra. What the fuck? Tại sao lại ra nhiều này? À, cái này lỗi. Đây có trang 2, trang 3. Đây cái từ header thì có tổng cộng là nhiều lắm, 20 mấy cái. Đây header này. Trong này chắc chắn có cái từ header. Đấy. Bạn thấy không? Nhìn cái nhìn đường link ở dưới ấy, nó chứa cái từ header đấy. Ví dụ tôi lấy cái từ là header you make out all together. Copy vào đây chắc là nó sẽ ít kết quả hơn, chúng ta nhìn thấy là nó tìm đúng. Đấy, có một kết quả. Được chưa? S1 ra đúng như nhỉ, tìm đúng rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn để ý này, tôi back lại lúc nãy là cái từ header ấy, chúng ta có nhiều hơn một trang đúng không, kéo xuống dưới chúng ta sẽ có nhiều hơn một trang, tức là số lượng ở đây ít nhất là bằng 48 cái, cùng lắm là bằng 50, chẳng nhớ, nói chung là nhiều hơn 48 kết quả đúng nhá. Nhưng mà nếu mà chúng ta bấm vào đây, chúng ta nhìn thấy cái gì? Tìm kiếm hỏi chấm page 2 đúng không? Nó không còn là cái link sang, đáng lẽ là nếu mà như thế này này. Và page bằng 3 như thế này thì đúng này. Đúng không? Bởi vì nó còn phải giữ cho chúng ta keyword này ở trên URL thì đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta bấm thẳng vào đây phát thì chết luôn. Nó về page 1 thì là về trang chủ. Về trang chủ luôn, home page. Chứ nó không còn phải là cái page header keyword tìm kiếm keyword là header rồi page 2, page 1 nữa thì chúng ta tèo. Đúng không? Bây giờ làm sao để giữ lại cái keyword cho cái link ở phía dưới kia? Thì ở trong Laravel nó có hướng dẫn. Đó, chúng ta vào phần page zinet ở trong này. Wow. Database pagination. Thì ở trong này nó có hướng dẫn. With
Để tôi coi xem nào. Đây, with path. Chúng ta có cái user with path này. Copy vào trong home controller. Đây, post đây rồi. Chúng ta sẽ có cái biến post with path. Chúng ta sẽ viết ở đây như sau. Hỏi chấm keyword. Keyword bằng đô la biến keyword. Còn cái đoạn phía sau kệ nó. Cái đoạn phía sau page bao nhiêu kệ nó. Bây giờ chúng ta coi. Enter bằng 2. Kéo xuống dưới. Với trang 1 đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái đoạn ở dưới kia không? Keyword bằng header và page bằng 1. Bấm vào đây thì nó về page 1 này. Đúng không? Vẫn là keyword header. Bấm tiếp vào sang page 3 thì nó vẫn giữ cái URL, nó chỉ thay đổi mỗi cái giá trị tham số ở đây là 3 thôi. Được chưa? Thì đấy là cái cách chúng ta thêm cái keyword vào trong cái đoạn URL của phần phân trang khi chúng ta tìm kiếm. Thì là nó là như thế này. Bạn nhét vào đi. Nhét thêm phần này nữa là xong. Là hết để tìm kiếm.
Được chưa? Xong chưa? Tiêu đề của em biết cơ mà, copy đi.
cân đi. Cân xuống. Rồi. Cái gì đây? Chỏ đến chứ, sao lại số 3? Mày ngáo trong rồi nhà rồi. Đây, cơ bản. Xếp xuống. Nào anh em đi lốt. Đã chưa? Nếu không có kết quả, nếu không đúng rồi. Đây thiếu phần trăm hết mặt. Chờ tí, tôi đẩy cốt lên ạ. Bây giờ tôi xem nốt cái phần này, làm nốt cho nó đúng đã, xem có bao nhiêu kết quả. Chờ các bạn chờ tôi tí. Đúng rồi, đây chờ tí. Ai chẳng biết. Đây rồi. Chờ đến total. Lấy ra total thì chúng ta có search result, hash, post, chỏ đến. Total đóng ở ngoặc như này. Thấy chưa? Bỏ cái cao đi. Post, chỏ đến total là ra tổng số cái tìm thấy 67 cái. Các bạn ngồi đếm thử xem có đúng không? Tôi đẩy code lên ạ. Rồi. Tại tôi giống hết thằng Hải.
Hôm nay là chúng ta đã hoàn thiện xong về cái phần client. Các bạn có về xem kỹ và có phần nào không hiểu thì hỏi luôn nhé.